Để đánh giá một con rắn đẹp thì nó còn tùy thuộc vào gu của mọi người. Nên nói chung đụng tới cái đẹp thì theo mình nó phải dựa vào trải nghiệm và kiến thức của mọi cá nhân. Có nhiều thứ nó đẹp với bạn nhưng không đồng nghĩa nó đẹp với người khác và ngược lại. Tuy nhiên mọi thú chơi sẽ có quy chuẩn đánh giá riêng và thú chơi nào càng nhiều người tham gia và ủng hộ quy chuẩn đánh giá đó thì tự nhiên nó sẽ thành một thang điểm để đánh giá cái đẹp dễ dàng hơn. Một phần nữa là cộng đồng đó phải có tiếng nói cũng như mức độ tín nhiệm cao. Cũng giống như trong giới ẩm thực có Michelin chuyên đánh giá nhà hàng, mà những nhà hàng có sao Michelin ăn có ngon không thì mình không chắc. Nhưng quyển hướng dẫn Michelin là một trong những quyển sách uy tín đã có từ những năm 1900. Nó khiến cho hệ thống đánh giá sao của Michelin có giá trị. Đối với rắn vua thì người Mỹ đã đi trước Việt Nam gần 50 năm rồi các bạn. Trong 50 năm này thì họ đã làm được rất nhiều thứ từ nghiên cứu, thực nghiệm và lai tạo. Do đó dựa vào quy chuẩn đánh giá lâu đời như vậy sẽ khiến cho chúng ta dễ định giá trị và sắc đẹp của con rắn hơn. Ví dụ như nó gen gì, độ lai tạp ra sao, có khó làm ra không, đường kẽ trên lưng có đứt rời không, hình thể, độ trắng các vùng sáng, sự phân bố các khoanh và hoa văn vân vân và vân vân. Suy cho cùng thì đánh giá như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm mình dành cho con vật mình nuôi cũng là thứ quan trọng nhất. Nó là thứ làm nên giá trị của bất kỳ con rắn nào.